Nội thất Hữu Huân kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trước mắt mọi người là bộ tần thủy hoàng chất liệu gỗ gõ đỏ, gồm có 6 món, một đoạn, hai chiếc ghế đơn, một bàn, một đôn kẹp bàn và một đôn ngồi. Đồng thời là một chiếc kệ tivi chất liệu đồng chất liệu gỗ gõ, kệ sừng châu. Bên em thì làm theo đơn đặt hàng của anh Phương ở Yên Linh, thành phố Yên Bái. Anh Linh thì đã dành thời gian đến tận xưởng ký nhận mộc và kiểm tra mộc của bộ sản phẩm này. Hôm nay bên em đã hoàn thiện sản phẩm dành cho mình và quyết định làm một clip ngắn. Thì kính mời anh và mọi người dành ít thời gian ra để Nội thất Hữu Huân có thể giới thiệu các thông số kỹ thuật của bộ bàn ghế. Nếu mà ai có nhu cầu đặt bộ tương tự thì có thể gọi đến số hotline của bên em là Nội thất Hữu Huân theo số hotline là 0988685625. Hoặc là truy cập vào website của bên em là nộithathuyuan.com. Thì sau đây em xin được giới thiệu các thông số chi tiết của bộ bàn ghế này. Bộ này thì là chất liệu gỗ gõ đỏ 100%, bên em phun màu trần và giữ màu nguyên bản của gỗ. Anh Phương thì có yêu cầu là thêm một chút tông vàng vào, tại vì anh thích cái tông màu tươi sáng một chút. Thì đây là bộ sản phẩm của anh. Bộ này phải nói vân rất là đẹp luôn. Gỗ gõ thì so với gỗ hương là ít vân hơn nhiều, nhưng mà bộ này này là cái bộ rất là nhiều vân. Rất là nhiều vân từ cái cột đến vân ván, mọi người có thể quan sát này. Ván vân rất là đẹp luôn. Vân xoáy, vân xoắn và ván rất là dày dặn. Ván cực kỳ là dày dặn, gõ rất là đầm tay luôn. Và vách đục theo lối là phúc lộc thọ. Đây mọi người có thể để ý những cái đường nét đục cực kỳ là sắc sảo. Hay là từng chú chim này bên em cũng tỉa lại bằng tay hết này, rất là kỳ công. Đục CNC, đục máy nhưng mà bên em tỉa lại bằng tay. Thế nên từng cái góc quét như thế này là nhẵn nhụi hết này. Tỉa tay nhẵn nhụi, cạo sạch sẽ luôn. Rất là sạch sẽ. Cột này là cột 12, hàng cột liền. Hàng cột liền, yếm liền. Đấy, cột liền, yếm liền, vách rất là đục, rất là sâu và sắc nét, đục cực kỳ là sắc sảo luôn. Và nhẵn thín từng cái nét chân, nét đục này, hay là những chú chim này, hay là những chú chim đang bơi ở phía dưới này, rất là gọn gàng, sạch sẽ, sắc nét. Và làm tỉa tóc này rất là lâu công đấy ạ, rất là lâu công. Phía trên trống ngay hàng cột liền. Đây mọi người để ý cái cột bên em làm rất là cong. Cột này so với các cái cột trên thị trường thì cong hơn rất là nhiều, tốn gỗ hơn nhiều, cái phần gỗ dư bỏ đi cũng rất là nhiều đấy ạ. Này, cột liền này, không hề chấp ghép và vân cực kỳ là nét, vân rất là nét. Nước sơn thì bên em hoàn thiện bằng nước sơn cao cấp của Đài Loan, Âu 7, nước sơn Âu 7, thế nên rất là đẹp luôn. Sơn này có thành phần chống xước, thế nên sẽ hạn chế được những cái vết xước. Mặt ván rất là nhẵn nhụi, hoàn thiện vô cùng là kỹ đẹp, rất là kỹ luôn. Và cột liền, yếm liền, cột liền, yếm liền, chân rất là cong, vách đục vô cùng nhẵn nhụi này, xương rất là to. Và mọi người để ý cái vách lưng này, bên em làm cái vách lưng, từ vách lưng đến cái cột đều rất là cong, thế nên dáng ghế vô cùng là đẹp. Cái trương là cong lượn này, chứ không phải là trương thẳng đơ, trương cong mềm mại, rất là đẹp luôn. Tiếp theo đến là chiếc bàn. Bàn này thì đục chống đồng, bốn góc là trang trí hoa lá cây. Mặt ván rất là chắc chắn, rất là chắc chắn, và đục hoa lá cây bốn góc. Ở giữa thì đục chống đồng, từng cái nét nhỏ như thế này này đều được bên em cạo nạo tỉa tay rất là sắc nét. Phun màu trần này thì kê vào trong phòng nó sẽ rất là sáng sủa và nó rất là sang luôn ấy. Màu này như là màu vàng, vàng gold ấy. Bản chất gỗ gõ là đã có màu vàng rồi đấy, phun rồi thêm lót nữa vào nó sẽ sẫm hơn một chút. Rồi anh cũng yêu cầu thêm một chút tinh màu vàng, thế nên cái màu vàng này lên cực kỳ là sang, rất là sang trọng. Và nước sơn này trong veo luôn, hiện ra đường vân rõ, từng cái đường vân luôn hiện lên rõ nét. Đây là chiếc đôn kẹp đầu bàn. Chiếc đôn này thì đôn bàn và mặt bàn đều có kính, kính dày 1 phân. Bên em có tặng kèm kính bàn, kính đôn đầy đủ. Và bàn thì có 2 chiếc ngăn kéo, một mặt trước và một mặt sau. Chiếc đôn này thì cũng có một ngăn kéo, rất là tiện trong quá trình sử dụng của mọi người. Và bộ bàn ghế này bên em làm theo kích thước to hơn so với kích thước chuẩn của cột 12. To hơn khá là nhiều đấy ạ.
Đấy mọi người để ý 4-6 cái cột bên em này, cột nào vân cũng rất là nét luôn, vân nét đét và nước sơn cực kỳ là đẹp, rất là đẹp. Và vách hai ghế thì đục phú và quý, đục phú và quý. Dáng ghế hàng là hàng phổ thông nhưng mà so với hàng trên thị trường thì cao to dày dặn hơn rất là nhiều và chắc chắn hơn rất là nhiều, rất là nhiều. Đây mọi người nhìn xem này, mấy cái cột này rất là mịn màng luôn, vân cực kỳ là nét, vân quá nét luôn. 6 cái cột vách đục phú và quý, chú chim này là tịa tay lại hết này, mặt ván này phẳng lì tít luôn, giờ mát thác. Chiếc ghế còn lại đục quý đấy ạ, đường đục này gọn gàng sắc nét rất là đẹp. Cột này. Đây là chiếc đôn ngồi, chiếc đôn ngồi bộ gồm có 6 món rất là đẹp. Em quay để im máy cho mọi người có thể quan sát này. Mọi người có thể quan sát cái bộ bàn ghế này. Tiếp theo đấy là chiếc kệ tivi, kệ tivi đồng chất liệu gỗ gõ đỏ 100% không pha tạp. Và kệ này thì cánh đục tứ quý với ý nghĩa mang đến cho gia chủ 4 mùa hưng thịnh, lộc lá quanh năm tươi tốt đấy ạ. Này, cánh rất là chắc chắn. Cái này thì có 4 ô cánh, có một ô giữa và 2 ô bên cạnh. 4 cánh và 3 buồng, một buồng ở giữa, hai cái bên cạnh và ngăn kéo này. Mỗi bên 3 chiếc ngăn kéo. Mặt ván này mọi người nhìn thấy vân rất là nét, cực kỳ là nét và đẹp luôn, nét đét chắc chắn. Kệ vòm rất là đẹp, từng chi tiết đều được bên em hoàn thiện rất là tiện to, rất là kỹ luôn. Đấy. đục tứ quý quá là đẹp. Bộ sản phẩm của anh thì ngày mai bên em sẽ bàn giao bộ sản phẩm dành cho anh. Ngày mai bên em sẽ bàn giao bộ sản phẩm này. Thì cảm ơn anh Phương và gia đình đã tin tưởng Nội thất Hữu Huân và dành cái sự tin tưởng này đến Nội thất Hữu Huân. Năm mới thì em xin chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự được như ý và thành công, đạt được nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Thì cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ạ.